bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục thứ ba cũng vô cùng hấp dẫn. Tôi xin giới thiệu tiết mục của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Ủa gì vậy? Sao đâu có ai thoát khỏi những tiết mục đặc biệt ngày hôm nay. Không phải, tại vì thực ra Vân là ở cái vị trí giám khảo luân phiên, cho nên là cái này là hoàn toàn bất ngờ, cho nên Vân đâu có rung rồi đó, rung rồi. Còn tôi không biết, tôi tự nhận mình là xấu chứ tôi bạn có duyên lắm. Cái tướng bạn là rất là ok, cao, đẹp. Tôi không biết phải vậy không, nhưng mà tôi thấy rõ ràng là bạn muốn nhắn gửi một điều gì đó xin, cho một xin. Ai đó. Xin, xin. Thế kìa, anh em nói gì xin kìa. Tại vì anh không biết yêu, anh không biết đâu. Ta yêu là ta phải như vậy. Theo khán giả biết, Quỳ Linh cũng biết là Vân rất là nhanh nhạy trong cái việc ứng xử. Rồi nói chung là ứng khẩu rất là nhanh. Và ngày nay không cần là biểu diễn gì trơn á. Bây giờ về đi, Linh ra chủ đề đi. Linh hỏi mà Vân không được trả lời. Cái gì mà hỏi mà không được trả lời rồi làm cái gì? Tức là bây giờ Linh hỏi Vân, Vân không được phép trả lời. Mà Vân phải diễn tả sao đó mà cho khán giả hiểu. Bây giờ Linh với Vân quen biết cũng rất là lâu rồi ha. Linh thì lúc thì Linh thấy Vân nói tiếng Huế, lúc thì nói tiếng miền Trung, lúc thì nói tiếng Quảng Ngãi, lúc thì nói tiếng Hà Nội, lúc nói miền Tây. Nó tóm lại thật sự là hồi xưa giờ không biết quê dân ở đâu hết trơn. Quê đâu? Gì? Gì vậy? Ở đầu, ở lưng hả? Cái gì cái gì cái chữ gì chữ S chữ S biết sao mấy nghe nè, bà làm cái bản đồ Việt Nam á nhưng mà cái thân bà làm không được. Quê đầu chữ S đó đúng không? Không, người ta hỏi cụ thể kìa. Trên quê hương quan đi hỏi một là nắng nghi cũng mang điệu dân ca, giữa mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng mị, những cô tâm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa chảy hội. Nhưng mà không được, quá 2 phút rồi, đẩy tôi có 2 phút ren rồi, còn dân á là làm hoài không ai ren hết trơn á, chơi sao được. Thôi cái vụ thi là nó phải đàng hoàng chứ giận ơi. Linh ơi chớ khoan vội bực mình, để Vân xin kể lại cho phân minh cho tỏ tường. Linh cứ nhủ rằng Vân không thương, Linh sai đường thì Linh phải cẩn thận, bởi vì Vân thương Linh nên Vân ban với mẹ phải ngăn Linh không làm chuyện ngược. Dừng lại. Cái chuyện này không có được nha. Bởi vì Vân thương Linh là nó trái nhà đó. Không có cho nói đó, bởi vì bà không nói được. Không nói được. Trời đất ơi. Được quý vị. Được không? 20 phút ta. Chúc mừng luôn. Thấy chưa, tôi nói rồi, Hồng Vân rất là nhanh. Khó hiểu quá, nó gọi là nó ảo giác quá, nó phức tạp quá. Này, tự lấy cái tay cho điểm luôn. Giống như là khi nghêu sổ của hến thôi. Tự lấy cái tay cho điểm luôn đi. Rồi, cho điểm luôn đi. Cảm ơn cái số 10 của anh Lê Hoàng nha. Lê Hoàng cho 10, ai cũng 10 trơn á.